Thưa quý vị, thưa các bạn, chè san tuyết cổ thụ của tỉnh Yên Bái được xem là một trong những thức uống thơm ngon bậc nhất cả nước. Chè san tuyết được trồng ở độ cao từ 1.000 đến 1.800 mét so với mực nước biển, nơi có độ ẩm cao, thời tiết mát mẻ quanh năm. Trong đó nổi bật nhất là chè san tuyết Suối Giàng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Văn Chấn hiện có khoảng 423 hecta chè san tuyết, cây cổ thụ nhất hơn 300 năm tuổi, cây non nhất cũng trên 100 năm tuổi. Chè san tuyết hợp với khí hậu, đất đai và nguồn nước Suối Giàng nên xanh tốt quanh năm mà không cần phải bón phân hay phun thuốc trừ sâu. Cây sinh trưởng tự nhiên giữa vùng khí hậu quanh năm mát mẻ, mây mù bao phủ, búp non có hương vị chát dịu, sau có vị ngọt đậm đà và hương thơm khó quên. Phương pháp chế biến chè trước đây được thực hiện thủ công, đòi hỏi kinh nghiệm của thợ làm chè. Sau khi hái những búp non, người thợ phải cẩn thận sàng lọc, nhặt kỹ các lá sâu. Củi sau chè phải ráo để giữ lửa cháy đều, căn lửa phù hợp để búp chè vừa tới độ giòn cho hương vị thơm ngon nhất. Ngày nay, máy móc được đưa vào trong quá trình chế biến giúp tăng sản lượng, bảo quản chè tốt hơn, song lại càng đòi hỏi người thợ có kỹ thuật tốt, nắm vững quy trình biến đổi của chè khi chế biến. Để cây chè phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, nhiều năm qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại như tổ chức các lễ hội tôn vinh cây chè, tổ chức các đoàn giao thương, tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm. Việc phát triển cây chè đã giúp xóa đói giảm nghèo, nhiều hộ vươn lên làm giàu. Cùng với yêu cầu các doanh nghiệp được cấp giấy nhãn hiệu đầu tư đổi mới công nghệ hiện đại chế biến, người dân xã Suối Giàng thì cũng thu hái chè theo yêu cầu kỹ thuật đề ra. Cùng với đó thì Yên Bái đã phê duyệt dự án đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái Suối Giàng, hoàn thiện hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý, thực hiện đề án bảo tồn và phát triển chè bền vững Suối Giàng nhằm từng bước đưa sản phẩm chè san tuyết đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 trong thời gian sớm nhất, bảo tồn và phát triển chè cổ thụ chè Suối Giàng, đầu tư đổi mới công nghệ tiên tiến trong sản xuất để có các sản phẩm chè có chất lượng cao và mẫu mã đẹp đảm bảo đáp ứng yêu cầu thị trường. Được thành lập tháng 3 năm 2007 với 7 thành viên, đến nay Hợp tác xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn có 20 thành viên. Hợp tác xã này ra đời và đi vào hoạt động với mục tiêu sản xuất các sản phẩm chè chất lượng cao, xây dựng thương hiệu chè Suối Giàng và giúp bà con dân tộc Hơ Mông trồng chè và gìn giữ cây chè quý. Với quyết tâm, nỗ lực của hợp tác xã cùng với ý thức của đồng bào dân tộc giữ vững vùng nguyên liệu sạch, năm 2012, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền cho sản phẩm chè Suối Giàng. Đây là lợi thế rất lớn để hợp tác xã cùng với đồng bào dân tộc nơi đây phát triển nhiều sản phẩm từ cây chè cổ thụ vùng cao. Điều đặc biệt hơn, trong những năm qua, hợp tác xã Suối Giàng được bà con tin yêu gọi là hợp tác xã đồng bào bởi các thành viên của hợp tác xã chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia mô hình kinh tế tập thể thông qua việc thành lập và phát triển hợp tác xã để cùng chia sẻ lợi ích kinh tế. Người lao động của chúng tôi chủ yếu là người dân tộc Mông, chủ yếu là những người mà có cây chè, đều là thành viên của hợp tác xã. Thế và có một cái điều rất là đáng mừng là người Mông ở Suối Giàng thì bây giờ cũng đang rất là quý cây chè, bởi vì họ cũng biết làm chè, biết hái chè đúng chất lượng. Thì qua nhiều năm hợp tác xã làm được mấy cái việc là giúp cho bà con tin tưởng là cây chè là cây thu nhập chính trong cái việc là phát triển kinh tế gia đình cũng như là phát triển những cái mục tiêu của xã hội chung như là phát triển kinh tế rồi xóa đói giảm nghèo rồi hướng đến du lịch. Thì bây giờ Suối Giàng đang làm rất tốt việc đấy, trong đó có hợp tác xã. Với gần 500 hecta chè san tuyết cổ thụ, hàng năm sản lượng đạt trên 1.000 tấn, cây chè san tuyết Suối Giàng không chỉ là nguồn thu nhập chính của phân nửa hộ dân nơi đây, mà còn làm nên tên tuổi thu hút khách du lịch đến với Suối Giàng. Nhiều sản phẩm trà như Tuyết Sơn trà đến Đại Lão Vương trà đã lần lượt tiếp cận được những thị trường khó tính như Trung Quốc, Nhật Bản. Đây là tương lai tươi sáng cho sản phẩm chè san tuyết Suối Giàng nói riêng và sản phẩm chè san tuyết cổ thụ ở Văn Chấn nói chung. Để xuất khẩu được chè san tuyết cổ thụ Suối Giàng đến các thị trường như là châu Âu, Nhật Bản, các nước đạo Hồi hay là Mỹ thì việc đầu tiên chúng ta phải nghĩ ngay câu chuyện là tiêu chuẩn. Một sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam mà sang các thị trường đó thì đầu tiên phải đạt tiêu chuẩn của thị trường đó. Ở mỗi thị trường thì cái sự đòi hỏi tiêu chuẩn khác nhau. Thứ hai là câu chuyện của việc là nó sự đồng đều về chất lượng. Cả vùng núi này, cả vùng chè này đều phải làm đồng đều nhau về chất lượng. Chứ một nhà cũng không làm đủ. Đó, giữa một cái sản lượng 500 tấn một năm trong 3 vụ thì làm sao phải được tiêu chuẩn. Và nhất đặc biệt nữa là sản phẩm. Xuất khẩu thì nó sẽ gắn liền với câu chuyện là sản phẩm. Với một thị trường thì cái sự ưa thích sẽ khác nhau.
Giá trị này còn thấp so với giá trị vốn có của nó, nhưng điều quan trọng là sản phẩm chè San Tuyết vùng cao đã và đang được thị trường rất ưa chuộng. Từ chỗ khó tiêu thụ khi vào chính vụ, thì nay tư thương, doanh nghiệp vào tận làng, tận bản, lập xưởng chế biến tại chỗ. Theo đánh giá của huyện Văn Chấn, chè San Tuyết sẽ là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế ở vùng cao. Với khả năng thích nghi, chống chịu tốt, thời gian cho thu hoạch trung bình và giá trị cao, chè San Tuyết sẽ giúp đồng bào vùng cao có nguồn thu nhập ổn định lâu dài để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.